Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 và khai mạc Hội thao Công nhân viên chức lao động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại huyện Thiệu Hóa được triển khai với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa đã kêu gọi các ngành, các cấp, các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn đồng hành hướng về người lao động bằng những việc làm thiết thực, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Cùng với đó là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Đoàn viên người lao động cùng đồng hành chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh và Quỹ hỗ trợ đoàn viên đã trao tặng 115 triệu đồng cho 49 đoàn viên bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo, trao 35 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 45 triệu đồng.